Chào chào cô ạ. Bây giờ cháu giới thiệu cho cô một số các viên tô ba xanh hình chữ nhật nhé. Thì bên đây bên đầu tiên giới thiệu cho cô này, hàng này bên cháu tuyển chọn nhé cho cô là những viên mặt to này, độ tinh khiết cao này, rất sáng nhé. Đây bên đầu tiên này, đây cho liền tay cho cô nhé. Đấy, sáng chất trong này, nhìn xuyên qua luôn. Viên này là mã là 6599 ạ, 88 gara, giá là 4.425.000. Viên thứ hai giới thiệu cho cô cũng là một viên topa, kích thước lớn này, chất trong và sáng, độ tinh khiết rất cao, màu xanh lam nhé, xanh lam xanh dương biển này, rất là mát mắt, tạo cảm giác rất là sáng và mát. Khi viên này mà ra ngoài sáng ngoài trời thì nó sẽ sáng hơn rất nhiều cô nhé. Đấy, rất trong luôn này. Hàng bên cháu là hàng thiên nhiên, dòng này thì đã thiên nhiên đã qua xử lý nhé. Đây, rất to này. Thì viên này là mã là 6760, 15,3 carat, giá là 7,6 triệu. Kích thước là 15 x 11, 12,5 x 8,2. Rất to và đẹp. Thế là giới thiệu cho cô một viên thứ khác. Thì cái viên này đặc biệt hơn là bên cháu sử dụng công nghệ gia cắt kiểu mới. Rất sáng này, rất nhiều giác này, tạo độ khúc xạ ánh sáng cao. Màu rất là màu xanh dương biển nhé, rất là mát sáng. Cháu cắt hình chữ nhật này, đáy đất sâu này, bắt ở đất mạnh nhé. Đây, cho lên tay cho cô nhé, rất sáng đấy. Viên này là mã 11473, 7,75, 7,75 carat, kích thước 11,3 x 9,3 x 7,9, giá là 47.040.000. Tiếp theo một cháu giới thiệu cho cô một viên khác, cũng là một viên hình chữ nhật nhưng gia cắt kiểu mới này. Hình nó biến tấu đi một chút. Đấy, rất hay và độc đáo. Rất sáng nha. Tạo hiệu ứng rất sáng cho viên đá này. Đất sâu, đáy đất sâu này, đất trong luôn, độ tinh khiết cao. Đây cho bên tay này, rất sáng. Thì viên này là mã là 11472, 10,85 carat, cái tức là 12,7 x 11,6 x 86, giá là 9.095.000. Rất đẹp. Đây tôi giới thiệu cho cô một cũng là viên topa nhưng màu nó đậm hơn. Đây, cũng rất hay. Cũng ra các kiểu mới bên cháu nhé. Rất đẹp. Mình sẽ lên tay này.
Viên này là mã là 11948, 4,45 carat. Kích thước là 97 nhân 81 nhân 63, giá là 7 triệu 840 nghìn. Thì cái nhẫn của cô cho đang hoàn thiện rồi, chắc là hôm nay hoặc ngày mai là xong đấy cô ạ. Thì xong sau sẽ quay và chụp ảnh cho cô nhé. Cô xem thứ sáu nhé.